Cảm Tú kính chào quý khán giả. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của đài phát thanh truyền hình Tây Ninh. Theo đài khí tượng thủy văn Tây Ninh cho biết, thời tiết ở khu vực Đông Nam Bộ và tỉnh Tây Ninh được dự báo hôm nay và ngày mai mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi, rải rác có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, ngày nắng gián đoạn, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 cho đến 33 độ. Sau đây sẽ là thời tiết chi tiết các khu vực trong tỉnh. Ở khu vực phía Bắc tỉnh Tây Ninh, bao gồm huyện Tân Biên và Tân Châu. Khu vực này được thay đổi, mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm nay và chiều tối mai sẽ có mưa rào, có mưa vừa và dông. Ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ giao động trong khoảng từ 23 cho đến 33 độ, độ ẩm 96%. Ở khu vực phía Nam tỉnh Tây Ninh, bao gồm huyện Bến Cầu, Gò Dầu và thị xã Trắng Bàng. Khu vực này được dự báo mây thay đổi đến nhiều mây đêm nay sẽ có mưa nhỏ, chiều tối mai sẽ có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 cho đến 32 độ, độ ẩm 96%. Ở khu vực phía đông tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu, khu vực này được dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai sẽ có mưa, mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 23 cho đến 32 độ, độ ẩm 97%. Ở khu vực phía Tây tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành. Khu vực này được dự báo mai thay đổi đến nhiều mây, đêm nay sẽ có mưa nhỏ, chiều mai sẽ có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 24 cho đến 33 độ, độ ẩm 95%. Đối với khu vực thị xã Hòa Thành và thành phố Tây Ninh, được dự báo mai thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai sẽ có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 cho đến 33 độ, độ ẩm 96%. Cảnh báo mưa dòng kèm theo nguy cơ cao xảy ra gió giật mạnh, lốc xét, cây cối gãy đổ, gây nguy hiểm cho người dân. Đồng thời mưa lớn có khả năng gây ngập úng vùng trũng thấp, đô thị, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại. Mực nước cao nhất tại Gò Dầu, sông Vàm Cỏ Đông, trong khoảng từ 0.80 cho đến 0.85 mét. Và bây giờ sẽ là thông tin thời tiết chi tiết của các huyện, thị, thành phố trong đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, các nhà khoa học đã nghiên cứu rất nhiều về loại khủng long dựa trên các mẫu hóa thạch được tìm thấy. Mặc dù chưa thể tìm hiểu được hết những điều bí ẩn về loại động vật tiền sử này, nhưng những hiểu biết hiện nay cũng giúp chúng ta hình dung được những loài khủng long đã từng tồn tại trên trái đất. Các nhà khảo cổ ước tính rằng một số loài khủng long có kích thước lớn có thể sống từ 75 cho tới 300 năm. Tuy nhiên, con số chính xác còn phụ thuộc rất nhiều vào việc khủng long là loại máu nóng hay là máu lạnh. Nếu là loài máu lạnh giống như bò sát, thì những con khủng long sẽ có tuổi thọ cao hơn. Tuy nhiên tuổi thọ ít nhất của chúng cũng đã là 75 năm. Khủng long không phải là sinh vật thông minh gì cho lắm, mặc dù có cơ thể tương đối khổng lồ, nhưng khủng long vốn chẳng thông minh gì cho cam vì chúng có một bộ não bé tẹo. Ví dụ như mặc dù nặng từ 2 cho đến 3 tấn, nhưng chúng chỉ có một bộ não nhỏ, kích cỡ bằng quả hồ đào mà thôi. Còn nếu nói về con thuộc hàng thông minh nhất, chắc hẳn là chúng ta phải nhắc đến trudon, vì não của chúng thì to bằng quả trứng gà. Theo một chương trình mô phỏng loài khủng long Theriz, của các nhà khoa học thì nó có tốc độ chạy tối đa là 29 km/h. Điều đó đồng nghĩa với việc một con Theriz khó lòng đuổi kịp một chiếc xe ô tô, khác với những gì mà chúng ta từng tưởng tượng trong các bộ phim. Tuy nhiên thì nó vẫn đủ nhanh để đuổi kịp một người bình thường. Nếu như bạn là Usain Bolt thì bạn có một chút hy vọng sống sót với khả năng chạy với tốc độ là 44 km/h đối với nhiều người khủng long có thể có rất nhiều màu da khác nhau dĩ nhiên là chúng ta không hề biết vì các hóa thạch chỉ cung cấp những thông tin về bộ xương chứ chẳng để lại những thông tin nào để cho chúng ta biết về màu da cả tất cả những gì mà chúng ta thấy trên phim thì cũng đều chỉ là phỏng đoán mà thôi hoặc cũng có thể chúng sẽ có những phần phụ nhiều màu trên cơ thể ví dụ như một phần màu có màu sáng để quyến rũ con cái trong mùa sinh sản chẳng hạn trong thế kỷ 19, hóa thạch của một con khủng long có lòng vũ đã được phát hiện. Kể từ đó, thì các nhà khoa học cho rằng có rất nhiều loại chim hiện nay có mối quan hệ với loài khủng long thời tiền sử. Các nhà khảo cổ cho rằng loài chim thời tiền sử xuất hiện là do sự tiến hóa của một số loài khủng long trong sự kiện đại tiệt chủng. Để có thể tồn tại mà chúng đã tự phát triển khả năng bay của mình quý vị thân mến bản tin dự báo thời tiết đến đây xin được khép lại cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại